Thưa quý vị, vào sáng qua tại Đà Nẵng, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo kết nối tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn khổ dự án hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng lành mạnh và an toàn. Hội thảo cung cấp những kiến thức chuyên môn cùng các tham luận với mục tiêu kết nối các cá nhân, các đơn vị quan tâm đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, bao gồm các trường học, hội liên hiệp phụ nữ, các khách sạn và một số cửa hàng thực phẩm tại Đà Nẵng, v.v. nhằm chia sẻ quan điểm, tăng cường mạng lưới, đẩy mạnh hợp tác và kiểm soát về vấn đề an toàn thực phẩm. Mục tiêu quan trọng nhất của dự án, xây dựng thành phố lành mạnh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, mọi ngành nghề về vấn đề an toàn thực phẩm. Việc đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh thực phẩm trong khâu sản xuất và chế biến không chỉ mang đến cuộc sống chất lượng cho mọi nhà, mọi người mà còn góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn và an toàn đối với du khách.